Và đây là đường bay của chúng ta, một đường bay từ kho quân sự và kết thúc ở khu vực bến thuyền. Broa như thường lệ chọn kho quân sự là điểm dừng chân của mình. Team BTT lần này họ nhảy xuống thành phố biển SM, có lẽ sẽ hướng đến đảo Dừa cũng như là team 36 Ronin. Trong khi đó King of Free Fire tiếp tục nhảy xuống cổng trời. Vâng, toàn là những cái điểm gọi là quen tay của họ. Big C ngay khi thấy WAG họ nhảy ở khu vực bến thuyền thì họ sẽ quay đầu và sẽ có thể sẽ nhảy vào khu quảng trường. Vậy là chúng ta đã thấy là những đội tuyển trong ngày hôm nay thì họ trong ván đấu 2 này họ chưa chắc hơn lần nữa. Đó, thứ nhất là họ không giao tranh sớm. Họ thấy đội tuyển nào ở khu vực nào là họ chia khoanh vùng liền. Khoanh vùng liền. Thường thì các đội họ sẽ cố gắng nhảy xuống cái khu vực quen thuộc của họ. Đây, ví dụ nhưng mà như chúng King ta, of Free Fire. Chúng ta thấy King of Free Fire mỗi người nhảy mỗi nơi để mà kiếm cho mình được cái bộ trang bị riêng cho mình. Và thực ra thì nếu mà trong khoảng đầu tiên có lẽ là họ cũng đoán là sẽ không có đội nào nhảy vào khu vực cổng trời, giống như là Pro A lúc nào họ cũng sẽ nhảy vào trong kho quân sự một cách rất là tự tin. Đây là Bixi X-Ray. Trong ban đầu trước thì X-Ray anh ta cũng bắn khá là tốt và hạ gục được rất nhiều mạng. Đây là bé mi đang mặc một cái bộ rất là sexy luôn, đúng rồi, đó là thành viên nữ. Và hôm nay thì bé mi được bắn từ đầu, tuần trước thì bé mi không được bắn. Mà tuần này thì có lẽ là để thay đổi một tí nó gọi là mang tính phong thủy thì team BTT cho bé mi vào từ đầu. SCBG Zale, một YouTuber khá là mới nổi gần đây. Lúc này thì đội SCBG họ vẫn tiếp tục nhảy xuống khu vực cảng lớn. Mấy đội này như kiểu là bàn nhau trước xong rồi mỗi đội nhảy xuống một nơi đỡ phải cặp nhau hay sao nhỉ? WAG vẫn là khu vực bến thuyền. Đúng họ rồi. Lựa chọn khu vực bến thuyền làm trận đấu thứ hai nữa. Ván đấu đầu tiên thì họ nhảy xuống khu vực bến thuyền. Và tương tự như vậy thì 72VT cũng nhảy xuống khu vực quảng trường. Vâng, mỗi đội đều nhảy xuống cái khu vực sở trường của mình. Trong khi đó thì STM họ nhảy xuống khu vực rồi đó là khu vực đảo Dừa phải không nhỉ? Hình như là như vậy. Hoặc là khu vực đèo đá. Camera vừa rồi đã khiến cho tôi không kịp theo dõi. Và đó đây là 100 chia 5 18 cộng. Họ cũng lại nhảy xuống khu vực làng thân. Chúng ta thấy là khu vực của 100 chia 5 đang ở rất gần SCBG và như theo như mình thấy là ở trên bản đồ chúng ta đã thấy những tiếng bắn rồi. Đã có một số những cái pha giao tranh nhẹ xảy ra nhưng mà chưa có ai phải nằm xuống cả, vẫn còn đủ 48 người. Và lúc đấy thì tôi có cập nhật hơi sai một chút về vị trí của đội STM. Và đội STM thì họ nhảy ở ngay phía trên khu vực cổng trời giữa cái thung lũng và kho quân sự, nhưng mà đấy là một cái chỗ mà nó không có quá nhiều đồ đâu. Nhảy xuống đấy thì thực ra thì cũng không phải là quá lợi thế. Chúng ta thấy là khu vực của PROA đang có một cái hướng di chuyển rất là quen thuộc đối với mình. Khi mà lút đồ xong ở khu vực kho quân sự thì sẽ chạy ra ngã ba này. Đúng rồi, chạy ra ngã ba. Có hai người ở họ thì đang nấp ở cây cầu để phòng đối phương di chuyển sớm từ cảng lớn qua. Và theo tôi đánh giá thì sẽ không có bất kỳ giao tranh nào cho đến khi một vòng bo xuất hiện. Thường thì khi vòng bo xuất hiện các đội sẽ bắt đầu di chuyển. Ví dụ như là Fort Hood thì họ lại rất cẩn thận. Họ sau khi nhặt được một đôi khẩu súng rồi thì họ quyết định là nấp ở phía bên ngoài khu vực quảng trường. Đây là một cái khu mà có thể kiểm soát được cái hướng di chuyển các đội về phía thung lũng hay là từ xưởng cơ khí chạy qua bên quảng trường, cũng như là có thể nhìn ra là khu vực doanh trại. Và đây là hai cái chòi canh cực kỳ quan trọng. Nhưng mà mình thấy như vậy là đã có quá sớm lắm hay không? Khi mà chưa có đủ lượng trang bị hoặc là giáp ba, nón ba hoặc là giảm thanh thì đã lên chòi cam trước rồi. Thì có lẽ vậy là ván đấu này thì họ sẽ không muốn mạo hiểm. Thường thì họ sẽ nấp ở đây, sỏi sâm nấp ở đây cho đến khi mà cái vòng bo xanh nó tiến tới và sẽ cố gắng là di chuyển vào bên trong tốt hơn. Cái vòng bo ở ván đấu này nó không có quá nhiều điều lắt léo khi mà nó sẽ nằm ở trên khu vực có lẽ là trung tâm bản đồ mà thôi. Không, các đội sẽ không có quá nhiều những cái việc mà phải suy nghĩ đau đầu khi mà di chuyển ở trong vòng bo này. Lúc này thì đội STM họ đã bắt đầu, họ di chuyển rất sớm. Họ sẽ quyết định là đi qua khu vực thung lũng, sẽ đổ bộ khu vực thung lũng để chiếm đồ hay chăng. 108 họ đang có mặt ở trong khu vực khu dân cư và 36 Ronin cũng như team BTT thì đang chia nhau hai phần của đảo Dừa. Có lẽ là họ sẽ sớm phải di chuyển thôi, ví dụ như đội ở xa như là ProA hay là SCVG. Chúng ta thấy khu vực của WAG thì khá là thoáng khi mà lút đồ ở trong khu vực bên thuyền ra đây rồi vẫn chưa đụng một team nào cả. Vẫn chưa phải đụng một đội nào ở trong khu vực bến thuyền này. Đây là WAGC. À, trận này C đã vào bắn rồi. Trận này họ đã có một cái pha thay đổi người. Peo, đội trưởng của đội này thì anh ta đã quyết định ra và thi đấu ở vị trí phù hộ cho team của mình. Còn bốn thành viên chính thì đã thay C vào. C là một tay bắn chủ lực của đội này. Đây là Big C, vẫn đội hình vẫn như thường lệ, không có gì lạ cả. Với lại X-Ray, tích nhóc rồng của Oscar. Họ đang nấp ở trên cái gác thượng của một cái khu vực ở trong gần doanh trại. Chúng ta lại thấy được cái pha này của ván pha đấu này đầu rất tiên. Rất quen luôn. Rất quen. Vẫn là màn cam nhau đến từ vị trí của 72VT. Cũng như là Fort Hood. Fort Hood.
Và kia thì là Big C đã tiến tới. Và đây sự có lẽ là một cái pha tôi nghĩ là khá là chật chội. Lúc này thì BTT đã bắt đầu di chuyển qua cầu để có thể đi vào trong. À không, họ đang di chuyển bằng cáp treo. Lúc này tôi thấy, tôi tưởng họ định chạy ra cầu. Và đây là bé Mi. Và anh đánh giá như thế nào với game thủ bé Mi này? Chúng ta thấy là game thủ một game thủ bé Mi rất là xinh xắn. Nhưng mà cô ta lại được vào, được chọn vào trong để mà thi đấu như là một game thủ chuyên nghiệp vậy thì rất là hay. Tất cả các đội hình của ta thằng là nam không, nhưng mà chỉ có một mình đội hình của cô ta là nữ. Ở đội của AFK ở trong giải đấu vòng bán chuyên có một thành viên nữ, đó là Diễm. Và chúng ta thấy là khi mà có một team nữ vào rất là cực hình, rất là khổ. Vâng, đó là những chia sẻ và tôi nghĩ rằng là nó cũng là cái kinh nghiệm cho các bạn thi đấu. Nhưng mà bé Mi cũng là một trong người bắn rất tốt. Ngoài ra, ngoài bé Mi ra thì thực ra ở trong giải đấu đấu trường sinh tồn có một người nữa ở team, đó là bé Sa. Đó là bạn Sa ở team Lộn Xộn Team ở khu vực Hà Nội. Và trở lại diễn biến đoạt đấu lúc này thì vẫn là cái màn dình nhau rất là mệt mỏi giữa Fortwood đã bắn rồi. Như vậy là 72VT Tú đang bị bắn và đã nằm xuống rồi. Bây giờ thì đã gạt dò được 72VT Tú luôn. Như vậy là vị trí bắn của FH Tuấn rất là hay. Và đó là một pha bắn hay nhưng người hạ gục thì đó là Châu 18 cộng. Châu 18 cộng là bắn người, bắn gục trước. Còn trong khi thì Tuấn là người bồi thêm sát thương vào để hạ gục được luôn. Và vừa rồi thì Tú anh ta có lẽ là hơi lộ hàng một chút. Và như vậy đó là pha hạ gục đầu tiên trong trận đấu này. Đến thời điểm này vẫn chưa có quá nhiều giao tranh, các đội đã bắt đầu bắn nhau rồi. Và ngay khi các đội bắn nhau thì lập tức camera chuyển luôn qua hướng khác. Rất là buồn cười. Như vậy chúng ta đã thấy được Bixi đang ở khu sân thượng và khu vực đó rất là tốt. Đến từ vị trí của Bixi, Bixi đang ở khu vực đó và bắt đầu cam xuống thôi. Và đây, các đội ở dưới thì đang tràn vào. Đây là 195 anh sai mũ một giáp hai, có trong tay lựu đạn, ném lựu đạn vào đây. Anh đã có vẻ như là nhà không có gì, không thiếu gì ngoài lựu đạn rồi. Hôm nay phê cần thì ta đã mất đi một lửa đốt máu. Bắn rất tốt và ngay lập tức bị headshot đến từ vị trí của đối phương, nhưng mà đồng đội cũng đã đến kịp. 195 phê cần đã nhảy ra và có pha gồm vị trí của 72VT Huy. Lúc này Hiếu chạy ra bắn nhưng mà một tên bắn được đưa lên. Như vậy là đã bảo toàn được tính mạng cho đồng đội của mình. Không, cũng không bảo toàn được khi mà 105 Hòa Vinh đã bị hạ gục rồi. Đây là một cái khu vực mà địa hình của nó không khác gì một cái mê cung. Và 72VT Hiếu đang cố gắng là tìm một góc bắn tốt. Lúc này 105-18 cộng cũng đã hạ được đạt mất rồi. Vâng, đây là Phê Cần anh ta đang cố gắng. Và đây giống y hệt như một cái mê cung vậy. Và các đội thì họ đang cố gắng di chuyển để né sát thương đối phương. Anh Sai bắt gặp được Hiếu chạy qua và ngay lập tức thì anh Sai đã hạ gục luôn được 72VT Hiếu rồi. Như vậy là chúng ta thấy là trong cái màn giao tranh vừa rồi nãy thì chúng ta thấy là 195 đã mất đi một người. Mất được một người, nhưng mà 72VT thì họ dụng hết cả team luôn. Lúc này thì SCVG cũng đang ở rất gần vị trí của Bixi và liệu là sẽ có một cái pha giao tranh giữa hai đội này hay không? Ở rất gần nhau luôn, nhưng có lẽ là Bixi họ vẫn chưa biết được vị trí của SCVG. SCVG và đầu trước họ bắn khá là tốt, tuy nhiên thì họ đã gãy ở trước vòng bò cuối. Lúc này thì Vi Tiểu Bảo đã bị hạ gục đến từ thành viên ở 108 rồi. Đây là 108 bụi và vừa rồi anh ta đã có một mạng hạ gục đầu tiên của mình. Trong khi đó thì Cao Đẹp Dai đang cuốn lấy nem chua ra ăn để có thể hồi lại những lượng máu của mình. Đây là 108 ác quỷ, đã có những cái pha nhảy nhót khá là hay. Một cái UAV nó quét qua. Chúng ta thấy được 108 ác quỷ đang đẩy lên vị trí của... Có lẽ là vị trí của King of Free Fire Bão, và Bão đã bị 108 hạ gục. Như vậy là King of Free Fire sau khi họ rời khỏi cổng trời, lúc này họ chỉ còn lại một mình Phước mà thôi. Phần kia em lúc nãy anh ta đã có pha gục vị trí của Ryuk VN rồi. Tôi nghĩ là phần kia em đã thấy được đối phương chạy được hướng trường học như thế này rồi. Và 108 đang đẩy lên thì rất là khó, tại vì ở trên đây vẫn Pro. Còn là Pro A ở trên rất là cam xuống trên đồi xuống. Và bây giờ Phước thì làm sao đây? Nếu như vị trí của 108 họ vào, họ có thể hạ gục được Phước. Như vậy là Phước đã phải nằm xuống nhưng rồi. Nhưng mà họ sẽ nằm ở trong tầm tấn công của Pro A. Hãy di chuyển ngay đi. Đây là đạt 3 số, anh ta đang nấp ở đây và đang nhìn xuống vị trí của 108 rồi. Có bắn không? Nếu là AFK, AS Mobile thì anh có bắn không? Nếu như mình là đứng im một chỗ là mình bắn liền. Nhìn thấy đối phương là bắn luôn nữa. Bắn đi nào. Đã thấy được đối phương rồi, như vậy là 108 họ thấy kia mùi gì đó không thơm ở đây rồi. Họ cảm giác được là xung quanh mình đã vừa mới có giao tranh xong. Nó có một cái sát khí đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy bên Pro A thì đang ở khu vực trên đồi và họ quyết định là đẩy xuống
khu vực vừa giao tranh dưới kia. Đây là Big C, họ vừa có một pha giao tranh 100/5 đang đẩy vào. Mỗi thành viên của họ không còn quá nhiều máu, nhưng mà những thành viên của 108 của 100/5 họ không phải hơn là mấy. Như vậy là Big C Ray đang bị bắn và đang đáp trả lại đường đạn của mình. Như vậy là 18 cộng đã phải nằm xuống rồi, 100/5 18 cộng đã phải nằm xuống trong trận này rồi. Chỉ còn lại 100/5 phê cần cũng đã bị nhóc rồng hạ gục luôn. Và thực ra thì vừa rồi 100/5 họ không còn quá nhiều máu, trong khi thì những thành viên của Big C họ vẫn đang có một thế đẩy tốt. Chỉ còn lại 9 đội trên màn hình của chúng ta vào lúc này. Và đây và lúc này thì WAG họ đang ở sát viền bo, bên cạnh họ này đang là Fort Hood. Team 36 Ronin họ sẽ có một pha tấn công vào trong khu vực nhà máy điện hay không? Họ đang ở trong nhà máy điện và bên tay trái họ đang chạy ở trong nhà máy điện lúc này, đó là team BTT. Và liệu là những thành viên của khu vực Huế cũng như là khu vực Thanh Hóa họ sẽ có một pha động độ ở đây như thế nào? Đây là 4 chữ T đang cố gắng rình rập. Và liệu họ đã biết ở trong này có team 36 Ronin chưa? Họ đã biết nhau rồi. Như có vậy là họ đã biết. Thấy là đứng ở góc đó là họ đã biết nhau rồi. Ôi. Như vậy là đây là SCVG thì con xe Monster Truck tới và bắn vào vừa rồi. Như vậy là phóng lựu được đẩy ra rồi. Pre đạp ba số đã phải nằm xuống rồi. Như dạ, vậy mèo là thi đấu cực hay. Được Ngắn mèo đã đấu cực hay và vừa rồi thì ba thành viên của Pro A đã bị hạ gục rồi. Milo đang bị bắn, vẫn còn phát kia em ở đây. 108 họ nấp ở trong cái nhà mà Asmobi thường gọi là nhà ga. Và họ ngay lập tức có một pha gạt giò rất tốt. Để 108 bụi ngay khi SCVG đẩy vào thì 108 họ cũng ngư ông đắc lợi. Họ ngay lập tức làm ngay một mạng cực ngon ở phía của SCVG Milo. Và trong pha thi đấu vừa rồi thì SCVG họ hơi chủ quan một chút, khi mà họ đã cảm thấy hơi tự mãn khi mà họ đã hạ gục được. Và lúc này thì gift code của chúng ta đã nổ ra rồi. Các bạn hãy nhanh tay nhập gift code và nhập tại địa chỉ reward.fs.gana.com/vn để có thể nhận được hộp súng Pharaoh các bạn nhé. Và đây là vị trí của WAG đang bắn về vị trí của đây là FH Tuấn có mặt ở ngay vị trí này, đó chính là Big C nữa. Như và vậy là khu vực này có đến 3 team ở đây lận. Và ba đội này đều đang đứng ở ngoài vòng để bắn nhau. Big C lúc này thế khó là nằm ở trong tay Big C khi mà họ đang ở ngoài vòng. Còn đây là WAG Dark. Phan Ký Em lại tiếp tục có một mạng hạ gục nữa vào vị trí SCVG. Có lẽ đây là ván đấu mà 108 họ sẽ lên đồng. Họ sẽ lên đồng ở trong ván đấu này. Phan Ký Em đang nhảy nhót, đang nhảy như là Tôn Ngộ Không vậy. Và đây là 108 ác quỷ đang được Phan Ký Em hồi phục lại lượng máu của mình. Như vậy SCVG hình như họ đã toàn bộ SCVG đã bị quét sạch khỏi ván đấu này bởi tay 108 ván đấu này họ kỳ đấu cực hay. Phần game đã có 5 mạng hạ gục cho mình. Highlight là đây chứ đâu. Vâng, người tạo highlight đó là 108 Fan Game. Trong khi đó những thành viên còn lại của 108 đó là Bụi thì anh ta cũng có được 3 mạng hạ gục. 108 biết đâu và đây sẽ là ván đấu top 1 đầu tiên của họ. Và ở đây là trong vị trí của Pro A Béo thì chỉ còn lại một thành viên thôi. Cố gắng sống sót đến cuối bo để mà có một cái vị trí tốt nhất. Và chúng ta đã thấy được là khu vực ở xưởng cơ khí đang chuẩn bị có giao tranh. Chúng ta đã thấy là STM Sousun đã bị bắn gục mất rồi. Sousun đã bị bắn gục. Hổ, đây là vị trí của Hổ. Hổ thấy được là Sousun. Như vậy là NBC đã có một điểm hạ gục dành cho mình rồi. Chúng ta đã thấy được là FH Hổ, team FH đang chiếm lấy khu vực nhà máy điện này. Đây là Fort Hood và đây là mệnh 19 cộng đang tiến dần ra, ra hạ gục luôn Sousun. Những thành viên của SCM họ không có ý định ra cứu những cái thanh niên xấu số này bởi vì đây là gần vòng bo cuối rồi. Tôi vẫn thấy có hai thành viên của Big C hôm nay họ đang ở ngoài vòng. Vâng, đang ngoài vòng rất là khó khăn dành cho họ. Đây chúng ta vẫn đang ở tâm điểm, đó là team 108. 108! 108 đã thấy được địch rồi và bây giờ đẩy lên. Như vậy là STM Vin đã phải nằm xuống rồi và bây giờ tiếp theo là ai đây? Phần kỳ em nó bắn cực kỳ hay, đó là FH Nền 19 cộng đã thêm một mạng hạ gục dành cho mình. Đây là Fort Hood Tuấn và Hổ. Lúc này thì trong vòng bo của chúng ta cực kỳ chật trội, đã là vòng bo gần cuối. Đây là vòng bo 4 rồi và vẫn còn đến 23 người còn sống sót. Chúng ta được thấy là WAG, cái vòng bo ở ngay khu vực nhà máy điện là cái vòng bo của vị trí. Nói chung là team WAG có khả năng tại vì cái khu vực này họ không còn lạ lắm gì nữa rồi. Big C họ gặp một vấn đề gì đó, tôi vừa nhìn thấy cả nhóc rồng là X-Ray vừa đã bị vòng bo đốt chết mất rồi. Và như vậy có thể là họ cố tình đứng ngoài bị chết để đối phương không ăn được mạng, không ăn được mạng của họ. Tôi nghĩ là họ có thể là họ đánh giá sai cái lượng mà máu rút của vòng bo. Có lẽ như vậy.
Nhưng mà rất tiếc dành cho Big C, trong vài đấu này họ đã không có cơ hội để có thể cải thiện thêm vị trí thi đấu của mình. 108 thì bàn đấu này giống như là họ đang lột xác vậy. Phan Kiem và 108 bụi họ đang tràn lên. Trong khi đó đây là đội Fortwood, và Fortwood thì họ vẫn đang cố gắng tiến đến cái top 1 liên tiếp đây là 2 của mình trong ngày hôm nay. Thì Kota vẫn đang ở trong khu vực của nhà máy điện. Và bây giờ thì 108 đã chiếm lấy cái khu vực nhà chữ L rồi. Còn đây là đội của 75H thì Bammy vẫn đang thấy được đội của STM đang ở phía bên kia. Vâng, và đây là Shadow HP. Shadow HP lúc này trước mặt họ, có lẽ là WG Shadow HP anh Thảo không dám phi vào trong này đâu. Nếu như lao vào thì ngay lập tức sẽ bị kẹp và thôi. 36 Ronin này họ đang nấp, và đây là một cuộc chiến ở trong khu vực nhà máy điện. Và nhà máy điện thì không phải là một cái địa điểm thì chúng quá ta xa thấy xôi cả. Giữa WAG và 75H rồi, và WA vẫn còn 4 thành viên. Và quá lâu đã nè tôi. Bammy là phải nằm xuống rồi, và bây giờ thì xin đang đẩy lên, nhưng mà điểm hạ gục lại bị 36 Ronin hút đấy. Được luôn. Vâng, đó là một pha KS. Tôi thấy là 75H 4 chữ T đang gặp khó khăn trong kèo này đây. Anh ta chỉ còn lại một mình anh ta và bị kẹp giữa hai người. Lúc này thì 108 Fun Game anh ta lại có thêm một mạng gục nữa. Vâng, 108 Fun Game anh ta làm tất cả người hâm mộ như mình đang phát điên rồi. Đã phải nằm xuống rồi. Đây là vị trí bắn của Shadow rất tốt, nhưng mà anh ta đã bị một quả phóng lựu vào rồi, đã phải nằm xuống rồi. Đây là và sao? Bây giờ thì sao? 36 Ronin Bean đang đẩy tới, còn NPC bắn rất tốt đến từ vị trí của NPC. Và 4 chữ T đã hạ gục WDC, trong khi đó thì Marwin cũng đã bị vòng hạ gục mà luôn. Và đây là WAG Shadow HP, lúc này anh ta đang quấn lấy máu để có thể hồi lại cho mình lượng máu. WAG vẫn còn 3 người, vẫn bảo toàn lực lượng của mình sau cái pha thi đấu cực gắt vừa rồi. Và đây là Fortwood đang cố gắng bắn về vị trí, đó là vị trí của 108. Nhưng tôi thấy WAG đang ở phía trên bắn xuống, như vậy là một pha cào đầu đến từ vị trí của FH Tuấn. Như vậy là WAG đã có một thành viên phải nằm xuống rồi. Nhưng chỉ là gục thôi. Vẫn là gục thôi và vẫn có thể cứu được. Đây là FH. Đó là một quả M79. Vâng, quá cục xúc luôn. Đó là một quả M79 quá cục xúc. Và tôi nghĩ là quả M79 vừa rồi nó đến từ vị trí của Phan Kỳ Em. Và Phan Kỳ Em ta đang thi đấu lưu lên đồng 108. Họ đang lấy lại một quả M19, bay tới né được M79 luôn. Đó là Phan Kỳ Em 9 mạng hạ của buổi trong bàn đấu này. Mũ 3 giáp 4, và ai cản hộ lại Phan Kỳ Em hộ tôi với. Lúc này thì 4 thành viên của Fortwood nó đang bị bắn dần. Nện 19 cộng, họ hết máu rồi. Họ hết máu rồi và đang bị Phan Kỳ Em bắn tỉa từng người một. Và đây là vị trí của Phan Kỳ Em, và cáo DZ một quả lựu được đáp lên nhưng mà không tới được vị trí của FH. Nhưng mà tôi nghĩ là cái pha này rất là khó đoán được. Bên kia thì hai thành viên, nhưng mà bên này thì bốn thành viên. Phan Kỳ Em là một người có khả năng có một cái cân ba được. Châu 18 cộng lao ra bắn và Châu 18 cộng ngay lập tức gãy ngay, bởi vì là vòng bo đã tiến tới rồi. Phan Kỳ Em đã chạy ra bắn đã không được tuấn hổ thì sao được hổ. Top 1 đầu tiên ở trong đấu trường sinh tồn vòng chuyên nghiệp dành cho 108, 16 mạng ạ gục, quá tuyệt vời. Đó là phong độ thi đấu cực hay của Phan Kỳ Em cũng như 108 bụi ở trong bàn đấu này. Một chiến thắng quá xứng đáng dành cho 108 này, họ bắn rất hay. Họ bắn rất hay và khác hẳn với cả những cái điều mà họ đã thể hiện tương đối thất vọng ở trong tuần trước. Họ đang lấy lại cái tinh thần của mình. 620 điểm. Họ đã lấy lại tinh thần của mình, và tôi thực sự rất ấn tượng với những pha xử lý 108 ở trong bàn đấu này.